Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin Tin động trời, Nguyễn Thị Thanh Nhàn là điệp viên dưới vỏ bọc doanh nhân. Khi ông Phan Văn Anh Vũ, tức là Vũ Nhôm, chưa bị bắt, vị doanh nhân này đi đến đâu là được quan chức cấp tỉnh cung phụng đến đấy. Và sau khi Vũ Nhôm bị bắt, người ta mới tá hỏa ra là ông Phan Văn Anh Vũ là thượng tá công an. Nghĩa là Phan Văn Anh Vũ là một sĩ quan tình báo đội lốt doanh nhân làm kinh tế. Nói theo ngôn ngữ bình dân thì Phan Văn Anh Vũ là điệp viên thuộc biên chế của Bộ Công an Việt Nam. Việc một điệp viên đội lốt một vai trò xã hội nào đó là nhiệm vụ bình thường của một sĩ quan tình báo. Chỉ có những người trên cao mới ở tại văn phòng và kiểm soát nhân viên của mình đang hoạt động tại các nơi mà họ đã cài vào. Hiện nay, Tổng cục Tình báo Bộ Công an, tức Tổng cục 5, đã bị ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cho giải tán từ năm 2018. Sau vụ bắt cóc ông Trịnh Xuân Thanh vào năm 2017. Đây là hình ảnh bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn. Theo thông tin mà Thời báo .d nhận được thì bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn là một con người có vai trò giống như Vũ Nhôm nhưng thuộc biên chế của Tổng cục 2 Bộ Quốc phòng, tức là tình báo quân đội. Về phe phái thì Nguyễn Thị Thanh Nhàn thuộc cánh tay đắc lực của ông Thủ tướng đương nhiệm, và từ nhiều năm nay thông qua bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn, ông Thủ tướng dường như đã điều khiển nhóm lợi ích của bộ thuộc Tổng cục 2 Bộ Quốc phòng hành động theo ý bà ta, vì hầu hết quan chức tầm cỡ trong Tổng cục 2 và một số quan chức đầu ngành của Bộ Quốc phòng đều có lợi ích trong các thương vụ mua bán vũ khí với Israel trị giá hàng tỷ đô la. Công ty IC chỉ là công ty bình phong được bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn lập ra để dường như đánh lừa dư luận. Tuy nhiên, vì là một điệp viên đội lốt nên bà Nhàn đi đến đâu là hợp đồng đến đấy một cách rất dễ dàng, mà những nhà quan sát nhìn bề ngoài không biết tại sao lại như vậy. Dù là ngành có chuyên môn hay không, bà Nhàn nhúng tay vào đều thành công tất cả. Bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn lẽ ra sẽ lập doanh nghiệp không nên hốt hợp đồng khắp nơi như vậy, bởi bà dùng thân phận ngầm để lùa hốt quá nhiều hợp đồng ngoài phạm vi của Bộ Quốc phòng, làm mất miếng ăn của các nhóm lợi ích khác mà gây rắc rối cho chính bản thân bà. Nhiệm vụ của bà Nhàn là kết nối với cơ quan mật vụ nước ngoài để đàm phán mua vũ khí, và chính bà Nhàn được nhóm lợi ích Bộ Quốc phòng ủy quyền để làm giá, ký hợp đồng với bên đối tác, và sau khi hợp đồng được thực hiện, bà Nhàn phân phối lại tiền lãi quả cho nhóm lợi ích mua bán vũ khí của Bộ Quốc phòng. Và số tiền này không phải là ít khi doanh thu của những đợt mua bán vũ khí lên tới hàng tỷ USD. Đây là hình ảnh Nguyễn Thị Thanh Nhàn là cầu nối để các chuyến thăm của một số nhân vật nổi tiếng Israel tới Việt Nam hoặc ngược lại. Vai trò của bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn là rất lớn, nhờ bà Nhàn móc nối với các đối tác mà ngày 16 tháng 8, cựu Thủ tướng Israel Ehud Barak mời đến Việt Nam thăm và làm việc. Làm việc về nội dung gì thì chắc không cần nói ra, nhiều người cũng đoán biết được. Được biết, tờ báo Haaretz của Israel đưa tin một phái đoàn Việt Nam sẽ đến Israel vào tháng 9 để xúc tiến thương vụ 500 triệu USD mua hệ thống phòng thủ tên lửa Barak 8 do Israel Industry sản xuất. Vào tháng 9, một phái đoàn cấp cao từ Bộ Quốc phòng Việt Nam sẽ đến thăm Israel vào tháng 9 với tư cách là khách của Israel, nhằm thúc đẩy việc mua 500 triệu USD 3 trong 8 hệ thống phòng thủ tên lửa Barak của công ty quốc phòng này. Phái đoàn do Phó Tư lệnh Lực lượng Phòng không Không quân và trưởng Lực lượng Phòng không Không quân Việt Nam dẫn đầu. Vào ngày 15 tháng 9, ông Phạm Minh Chính đã ký quyết định số 1072. Đại tá Vũ Hồng Sơn, Phó Tham mưu trưởng Quân chủng Phòng không Không quân, đã được bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Tư lệnh Quân chủng Phòng không Không quân của Bộ Quốc phòng. Đây là hình ảnh Việt Nam mua vũ khí của Israel. Hiện nay, bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn đang ẩn trốn ở thế lực ông Tổng Bí Thư. Và điều đáng nói là bà Nhàn được mật vụ nước ngoài buôn bán vũ khí và cả hệ thống lợi ích nhóm buôn bán vũ khí trong Bộ Quốc phòng luôn luôn bảo vệ. Tuy bà Nhàn bị truy, nhưng vai trò đầu mối thương thuyết đều được bà giải quyết rất thông suốt. Việc thăm thú qua lại và ngã giá hợp đồng mua bán vũ khí giữa Israel và Việt Nam vẫn diễn ra hết sức bình thường, như thể bà chẳng phải trốn đi đâu. Dự là ông Tổng Bí Thư hết nhiệm kỳ thì bà Nhàn trở lại vai trò vốn có của bà. Hiện nay bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn như đang là vốn chung giữa cơ quan mật vụ Israel
và Tổng cục 2 của Bộ Quốc phòng Việt Nam, và sẽ khó cho ông Tổng Bí thư tóm được nhân vật trung gian điệp viên ngoại hạng đội lốt doanh nhân này. Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin Đinh Văn Nơi chơi rắn tuyên bố chỉ bỏ tù không phạt hành chính. Quảng Ninh khối kẻ run rẩy. Đại tá Đinh Văn Nơi làm dậy sóng mạng xã hội trong những ngày qua khi ông Tô Lâm đã điều chuyển ông đại tá này từ An Giang ra Quảng Ninh để đánh rất nhiều vụ án khó. Một số người đánh giá để có dũng tướng như ông Nơi thì hiện nay rất hiếm. Đã từ lâu công an làm kinh tế bằng cách bảo kê cho tội phạm nhiều hơn là đi bắt tội phạm. Không biết ông Nơi có làm các đồng nghiệp của ông đã làm bao lâu nay không, nhưng rõ ràng ông đang nổi lên là người đánh án giỏi. Đây là hình ảnh ông Đinh Văn Nơi, tân giám đốc công an tỉnh Quảng Ninh. Trước đây, tờ Thời báo.d đã có dẫn ra câu nói rất mạnh miệng của đại tá Đinh Văn Nơi rằng: "Tôi lựa những người nào quen lớn, tôi bắt trước." Tuy nhiên, trước đó, khi mà ông Nơi còn là giám đốc công an tỉnh An Giang, ông đã có câu nói nổi tiếng rằng: "Khi xác định ban chuyên án, giám đốc ra lệnh bắt giữ thì chỉ có ở tù, không xử lý hành chính đâu." Đinh Văn Nơi. Theo đánh giá của một số nhà quan sát, thì ông Đinh Văn Nơi nói là làm, ông không nổ. Nhiệm vụ của ông Nơi đến Quảng Ninh là khá nặng nề. Hiện tại nơi đây có những đầu mối của các vụ án lớn cần ông về khai thác. Tại Quảng Ninh, ngoài vụ án liên quan đến AIC của bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn, thì còn có vụ án liên quan đến cựu chủ tịch thành phố Hạ Long Phạm Hồng Hà. Ông Hà được cho là người đã đi lên từ thời ông Phạm Minh Chính đang làm bí thư tỉnh ở đây. Điều đáng nói là khối tài sản bất minh của ông Phạm Hồng Hà từ đâu mà có là câu hỏi đang được đặt ra trước dư luận cả nước. Thời ông Phạm Minh Chính làm bí thư tỉnh ủy, Quảng Ninh được khởi sắc về kinh tế. Tuy nhiên, mối quan hệ giữa ông Chính và các tập đoàn kinh tế lớn Việt Nam và các tập đoàn từ Trung Quốc cũng từ đó mà hình thành. Thời ông Chính làm bí thư, không chỉ ông Phạm Hồng Hà giàu lên, IC của bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn được ưu ái, mà Sun Group cũng từ đó mà cất cánh. Theo thông tin mà chúng tôi có được, thì việc khai thác ông Phạm Hồng Hà đang bị tạm giam khá khó khăn. Dưới áp lực của Trung ương, Công an tỉnh Quảng Ninh đã bắt ông cựu Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ninh Phạm Hồng Hà. Tuy vậy, khi điều tra, đang có dấu hiệu bao che cho ông cựu Chủ tịch thành phố Hạ Long này. Đây là hình ảnh chiến công đầu tiên của ông Đinh Văn Nơi ở Quảng Ninh. Tại Quảng Ninh, rất nhiều vụ án đang chờ ông Đinh Văn Nơi về đây để ra tay giải quyết. Có nhiều vụ án dễ nhưng cũng có rất nhiều vụ án khó mà làm cho Trung ương phải bó tay. Tài sản của ông Phạm Hồng Hà đã có từ đâu và từ khi nào, đó là câu hỏi được đặt ra. Trung ương đang rất cần ông Đinh Văn Nơi xác minh đúng nguồn gốc của nó. Còn đó những vấn đề chưa khui ra được thì Trung ương vẫn đợi ông Nơi làm cho đến nơi, đến chốn. Và đằng sau những dự án đầu tư ồ ạt tại Quảng Ninh từ thời ông Phạm Minh Chính làm bí thư, người ta xôn xao nhiều dự án mà doanh nghiệp Quảng Ninh bị gạt ra ngoài là vì sao vậy? Được biết trước đây, Thanh tra Chính phủ có dự thảo kết luận về việc thanh tra sai phạm trong thời kỳ ông Chính ở Quảng Ninh, nhưng cuối cùng thì phần liên quan đến ông Chính phải bỏ ra khỏi kết luận, tức là khi thanh tra kết luận thanh tra, ông Chính là trưởng ban tổ chức Trung ương. Và hiện nay, ông Thủ tướng Phạm Minh Chính không cho hồ sơ thanh tra này được lật lại vì thanh tra Chính phủ đang nằm trong tay ông Phạm Minh Chính. Đây là hình ảnh vụ án cựu Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hạ Long Phạm Hồng Hà đang chờ ông Nơi. Nhiệm vụ của ông Nơi là điều tra lại kết luận của công an, không liên quan chỉ đến kết luận của thanh tra Chính phủ trước đây. Và từ đó, phe ông Tổng Bí thư mới có trong tay bằng chứng mới. Vì thế, nhiệm vụ lần này của ông Đinh Văn Nơi là rất nặng nề. Ông Nơi về Quảng Ninh, khối kẻ đang xanh mặt. Nhưng tại Quảng Ninh, ai đứng về phe ông Nơi cũng phải xanh mặt vì nhiệm vụ của ông Nơi dường như đang đẩy họ vào thế rất dễ bị trả thù. Nếu dám đào sâu những sai phạm liên quan đến vai trò quản lý của ông Bí thư tỉnh nhiệm kỳ 2011-2015 Phạm Minh Chính.